Công việc nâng cấp sân vận động BG của câu lạc bộ Pathum United đang diễn ra với tiến độ thần tốc. Rất nhanh, khán đài mới đang dần thành hình. Cùng với việc lắp đặt các kết cấu thép chính màu xanh dương, các bậc khán đài cũng đã được lắp đặt. Đặc biệt, những chiếc ghế đơn đầu tiên đã bắt đầu được lắp đặt. Những chiếc ghế mới mang màu xanh dương và màu trắng, được khảm ngẫu nhiên như các khán đài còn lại. Khán đài mới của sân vận động BG sẽ bổ sung thêm 5.000 chỗ ngồi cho sân vận động này, nâng sức chứa lên khoảng 15.000 khán giả sau khi hoàn thành nâng cấp,